Chào tất cả các bạn quay trở lại với video tiếp theo của Thái Chuối TV. Chào bạn. Hôm nay có video gì đấy anh Thái? Hôm nay anh đang tính cho mấy đứa chơi thử thách mua đồ ăn. Yeah. Đồ ăn chợ đầy, thiếu gì phải chơi thử thách anh Thái. Mày dốt, anh Thái cho mỗi đứa 10 triệu, ai mua hết trước mới giành chiến thắng. Phải không anh Thái? Chơi như mày ai chơi lại mày. Trong túi anh không có lỗi 10 triệu mà cho tận mỗi đứa 10 triệu. Chơi xong anh sạch nghiệp, anh đi ra ngoài kia bác nón đi ăn xin à? Đúng. Nhưng mà 10 triệu anh không có, nhưng mà 1 triệu thì anh có. Cho nên là hôm nay anh sẽ cho mấy đứa chơi thử thách mua đồ ăn, nhưng không phải là đồ gì cũng có thể mua được, mà chúng ta sẽ chơi theo kiểu là mua đồ ăn theo bảng chữ cái. Thì mình sẽ có một loạt các chữ cái khác nhau, và bây giờ các em sẽ bốc phải chữ cái nào thì sẽ đi mua đồ ăn có tên bắt đầu bằng cái chữ cái đó, hiểu chưa? Vâng. Thì bây giờ chúng ta sẽ có 3 đội để đi chơi thử thách ngày hôm nay. Em với Trương đi. Em với Thảo luôn. Từng đội một. Bọc luôn đây. Hai tờ liền đó hả? Bà này tham đấy. Chữ cờ anh ơi. Chữ cờ thì có những món gì đâu, ví dụ nào. Có chữ cơm này. Thì nghĩ món ăn của mình đi rồi tí đi mua nào. Chữ U thì có cái gì? Anh dốt thế. Tôm hùm này. Úi giời. Cua này. Trứng này. Ngan này. Thôi, sợ tốt. Bắt đầu bằng chữ U cơ mà em. Đấy cũng phải chữ U. Đây là chữ N. À, N thì được. Cái này chữ gì? Chữ bò anh ơi. Bên này là chữ bò. Rồi bây giờ ba đội sẽ đi mua những cái thức ăn ở trong siêu thị, chợ và cửa tạp hóa, mua những cái đồ ăn mà bắt đầu bằng cái chữ cái mà mình bốc được, đúng chưa? Vâng. Rồi. Thử thách của anh Thái ơi, em nóng lòng lắm rồi. Từ, chưa xong. Bây giờ chúng ta sẽ bốc thêm một cái nữa. Cái gì anh? Đó là bốc mệnh giá tiền. À, đúng. Ba lá xong tương ứng với ba mệnh giá tiền khác nhau. Đúng rồi. Bốc chưa? Trời, bốc chưa? Thảo đi. Cái gì đấy? 300. Yeah. 200k. Đi 1 triệu đấy rồi. 50k. Ít thế anh này. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi chơi đấy rồi, đi thôi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi mua đồ nhá. Trước tiên là phải mua nước trước. Đấy. Mua nước này. Đồ của mình là chữ C thì mình sẽ mua Coca-Cola. Đấy. Mình mua luôn hẳn một chai to này đi. Đây, mình sẽ mua luôn hẳn một chai to Coca-Cola này. Tiếp đến là mình sẽ đi mua đồ ăn. Đấy, mình chỉ mua mì thôi. Mình sẽ đi tìm cái mì nào có chữ C ấy, mình sẽ mua. Cung đình kìa anh Tùng ơi. Đâu? Đấy. Đây, mì cung đình này các bạn ơi. Bánh cút tan này anh Tùng ơi. Ok. Rồi, bọn mình mua một ít bim bim ăn trắng miệng các bạn ạ. Đây, bim bim chóp chóp này. Sao có thịt này anh Tùng ơi. Ok. Đây. Cá Sapa. Mình sẽ mua nước. Mình mua chai Nutifood nha, có chữ N đầu tiên. Sao em không mua Coca-Cola? Coca là chữ A rồi mày. Bây giờ mình sẽ đi kiếm đồ có chữ N mình mua. Đâu rồi? Đây. Có chữ N. Không mua TH Chumil hả anh? TH Chumil là chữ U rồi, không phải chữ N đâu. Cho trả tiền. Mình mua 135.000. Đây còn thừa 65.000. Thế là đã có bữa ăn chắc bụng rồi. Bây giờ mình sẽ mua thêm bò viên chiên. Bọn mình mới tiêu được một nửa tiếng thôi. Bây giờ bọn mình sẽ sang siêu thị để shopping tiếp. Đi Thương ơi, đi. Bánh ngay chữ bờ mình sẽ mua hai cái. Chơi hết cả dọa rồi anh Cún ạ. Nhiều đồ ăn quá. Cái này tiêm rồi này, như còn 10.000 nữa sao ấy. Có cơm cháy cũng là chữ cờ. Em nghĩ ra một cái chữ cờ rồi. Thế dẫn anh đi thôi. Anh chở hết đồ ăn đâu. Thôi, mày cầm về mày luộc ăn đi, chứ ai không ăn đâu. A few moments later. Bọn mình mua đồ ăn về rồi đây, ngập mặt luôn. Bọn mình nấu ăn trên bờ nên phải ra bờ ruộng nha các bạn. Mình sẽ ra bờ ruộng nấu ăn, đi. Mình dùng bếp này để tí nướng thịt bò à. Nướng thịt bò à. Xong rửa bếp đi. Đồ ăn chữ N về rồi đây. Đồ ăn chữ cờ cũng về rồi đây. Đồ ăn chữ cờ phải leo lên cây. Còn đồ ăn chữ L thì phải chưa vào lồi nhá bạn. Sao chưa phải nồi? Nở lên nắp đi, nóc nhà đi. Chứ nồi nào nhét vừa hai anh em mình. Đây các bạn ơi, bọn mình mua hết bằng này. Rồi, bây giờ ăn đi Thương ơi. Ăn có qua đi. Ok các bạn ơi, bọn mình đã lên nóc nhà rồi nha. Nóc nhà rất chắc chắn luôn. Bây giờ là bài đồ ăn ngập 1 giây Thảo ơi. Vâng. Ô, sướng kìa. Đấy, bọn mình 50 chỉ được bằng này thôi các bạn ạ. Ok, đẹp đây Vinh ơi. Cho đồ ăn lên trước đi Vinh. Ok anh. Tao bảo mày cho chứ mình ném về à? Anh mà chẳng ném như em. Xuống nó đi anh lên.
Hả? Lên được chưa? Xuống đâu anh lên. Ai hốt đi mà. Các bạn ơi, giờ mình sẽ ăn ngũ nếp các bạn nhá. Bởi vì đây là cháo, nhưng mà cháo này nó không nhấn mạnh chứ cháo béo quá. Chứ ngũ nếp nó to à. Nên có chữ N là chủ yếu này, đấy. Thì ơi, Thảo. Đây anh ơi. Có mỗi một cái thôi à? Vâng. Đây làm cách nào giờ? Đây anh ơi, anh cái đầu, em cái đi. Ok, mày lấy cái đi đây nha. Mời các bạn ăn ngũ nếp với mình nhá. Anh đổ ra đây cho em. Nó ngọt ngọt, ngậy ngậy béo béo của vị ngô. Đúng rồi. À, mày không muốn ăn chung với anh đúng không? Mày muốn chia đúng không? Được rồi, mày ăn bằng đấy, anh ăn bằng này. À, không phải chung, không phải chia. Anh cho mày cái gì à? Cho mày nó cái gì ở đây? anh em mình cạch xít từ đây. Con nào ăn hết ngũ nếp thì chơi lại với nhau sau. Anh khôn ấy, em chỉ bảo anh đổ ấy mà, chứ đâu phải bảo anh chia đâu. Chia mới đổ ra chả giống nhau. Bữa đầu tiên bọn mình ăn nhẹ nhàng thôi nha các bạn. Mình ăn con bò này trước. Mỗi đứa một con bò đi thương. Đây. Bữa sáng bọn mình chỉ ăn nhẹ nhàng thôi. Tí nữa bữa trưa bọn mình sẽ lứng thịt bò ăn. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ ra xem các đội làm ăn đến đâu rồi, thử thách như thế nào rồi. Mình ra ăn ké. Ở đây vẫn chưa lên được cây cơ. Lên đi. Lên chưa? Rồi để anh hộ, tao lên. Anh Tùng lên trước đi. Ừ, Tùng lên trước đi. Rồi. Xuống đồ ném. Quên nhỉ. Ôi trời ơi. Mình sẽ đi sang bên đội đánh bèo. Sao lại đi ra tít ngoài này? Mình bốc vào 50.000 nhưng mà mình vẫn còn may các bạn ạ. Mình mà cùng đội mấy thằng Tùng ấy, hai thằng 50.000 ấy thằng Tùng ăn nhiều nữa. Mà mình chết đói các bạn ạ. May thằng Thảo nó ăn ít. May thằng Thảo nó yêu quý mình nên nó chỉ ăn phần nắp thôi. Còn mình ăn hết. Anh đổi em tiếp. Ở ngoài cháo mà ở trong là ngô nhỉ? Không biết được. Không có ngô à? Anh cho em xin ít nữa. Ít thôi nha. Vâng. Thật nha. Vâng. Thôi được rồi, được rồi. Tình yêu anh em bấy lâu nay. Bỏ cho anh cho em một ít mà. Một ít đây đây, hai hồ rồi. Một ít mà. Thế một ít đôi bằng cái gì? Đôi bằng hết cái nắp này. Thế thì mày không bảo một nắp luôn đi nào. Ôi. Đấy ăn đi. Mình ở trên nóc nhà ấy, mày có cái cây này nó không nắng các bạn ạ, nó râm, mát mẻ. Chứ không có cây này không chịu được các bạn ạ. Ok các bạn ơi, bọn mình đã lên đến nơi rồi đây. Bọn mình đã chết đồ ở đây rồi. Ôi, chỉ cần chỉ ngồi như này thôi. Bọn mình đã thử thách cái chân cây được 1 phút rồi các bạn ạ. Bây giờ mình đói quá mình phải ăn gói bim bim thôi. Rồi, bọn mình kiếm được một vị trí đẹp ở trên cây rồi. Bây giờ bọn mình sẽ mở tiệc các bạn nhá. Trước tiên trắng miệng thì làm một gói bim bim trước đã. Ăn đi Vinh. Vâng. Ăn. Ngon lắm các bạn ạ. Bim bim tóc tóc các bạn. Tức cờ các bạn. Để ăn đi, cái táo đi. Anh Tung ơi. Ăn đi, còn gọi. Anh Tung. Anh ăn hết rồi. Anh Tung. Đi đi. Anh ăn không phải tới. Anh không lớn à. Ui dồi ôi. Thế thì chạy lên đây. Trên này có nhiều chỗ ngồi này. Đây này. Em sợ độ cao lắm. Sợ độ cao á? Vâng. Sợ độ cao để em nhịn. Còn mình đang ăn chip chip các bạn ạ. Ừ. Chóp chóp. Chip chip là quay thử tai. Mẹ đang quay thử tai à? Bọn mình đang ăn chip chip các bạn ạ. Không có việc gì làm lại ngồi ăn tiếp. Bọn mình ăn xong chip. Bọn mình ăn xong chóp chóp thì bọn mình cũng ăn tiếp luôn. Chả có việc gì làm cả. Bọn mình để gọn rác vào đây nha các bạn. Không vứt lung tung, tí thu cho dễ. Ăn xong rồi chúng mình thể dục thể thao tí đi nhờ. Ừ. Đây đánh cầu lông đi. Ào. Ui. Thịt bò lên này. Bò giờ lên đi Thương. Ừ. Rồi bây giờ bọn mình sẽ rắc gia vị lên thịt bò nha. A few moments later. Thịt bò còn chín rồi đấy Thương ạ, à, làm cái chấm đi. Ăn trưa anh ơi. Ăn trưa đó hả? Vâng. Đấy, mình biết là đến giờ ăn trưa mình ra xem cái đội nhiều tiền nhất này nó ăn cái gì. Ăn thịt bò anh ạ. À, bò là có chữ bờ, đúng rồi. Vâng. À, mình là khách mời danh dự nha các bạn. Rồi, thịt bò này, trời ơi, chấm này đó hả? Vâng. Từ từ nóng anh ơi.
Ủa nó ngon. Nước của mình cũng là nước bờ luôn các bạn nhá. Bông cha. Rô. Nước này giống nước trà chanh lắm á. Nước này cũng giống, mà nước này cũng ngọt ngọt. Thơ thịt nó thơm. Ăn nó giòn. Trời ơi, được đấy nhỉ. Vâng, tí anh sang cho anh ăn bò viên chiên. Thế á? Vâng. Ờ, tí anh lại sang. Thế thôi anh, thế anh ở bên này luôn đi. Cho anh à. 300.000 thì ăn nói chung là ngon lắm rồi. Bây giờ mình sẽ sang đội vừa vừa tiền xem là có cái gì ăn được không các bạn nhé. Ăn không tiếng cả sang anh Thái ăn hết đấy. Theo cái là anh Thái sang là anh Thái ăn hết mình ấy. À, bọn mình không có gì ăn đâu. Anh đây rồi. Tí tiền mà ăn chân gà cơm cháy cơ. Vâng, bản chất chưa anh. Đây. Mấy đứa hôm nay trưa bữa trưa có cái gì đây? Em ăn cơm cháy và chân gà anh ạ. Có phải từ chữ C không? Nếu không từ chữ C là anh sẽ loại luôn. Cơm. Thu lại đồ ăn. Cơm. Đúng. Chân. Chân. Gà. Chân, tại vì chân là đầu thì là được anh ạ. Được, ok à. Thôi được rồi, thôi để hôm nay thử thách rất là xa nhau. Một mình anh có mặt ở đây được. Anh ăn ké là chuẩn thôi. Anh đã ơi em đuối. Có thêm cún nữa thì ăn cũng không hết bao nhiêu đâu Tùng ạ. Vâng, à, ít nhờ. Mà ờ. Em đuối. Thôi cả team ngồi ăn ở đây thì không hết bao nhiêu đâu Tùng nhờ. Còn ai nữa đâu. Lần này hết thật rồi. Ăn rau lưu. Chân gà nhiều mà. Ăn thử món C xem mà có ngon không nào. Ừ, ngon anh ạ. Ngon đấy. Anh trực tiếp nhưng phải ngon rồi. Không. Bọn tao ký bọn tao mới tới thôi. Tí thăm bọn mày là chủ yếu. Cho ta ăn mới nào. Đây. Ồ, thế rồi à. Thế thôi, chứ không có gì chơi, đi về thôi, khách này. Thế anh thử một bữa thôi, còn đâu lại về chỗ mình thử thách đi. Đội 50.000 này, nhanh lên. Ồ, cầm về rồi. Ăn thì còn định gói mang về nữa. Ăn cơm xong là phải tráng miệng. Vinh tráng miệng đi. Ok anh. Anh có cần em chóng miệng không? Tầng dở này, lấy cam trắng miệng này, đây ăn đi. Vâng, em xin. Ngon lắm, Vinh ăn đi. Vừa rồi là mình đi kiểm tra đội chữ C và chữ B rồi. Bây giờ mình sẽ đến kiểm tra đội chữ N xem là nó như thế nào. Xem là có đúng đồ không nha các bạn nha. Đội chữ C là có cái phở bò là không được tính nha các bạn. Bò thì được, nhưng mà phở lại đằng trước chữ bò nên không được. Rồi này, chơi trên nóc nhà luôn à? Vâng, nồi. Ờ, nó là gì? Nờ ở trên nóc nhà chứ. Thế nhà là gì? Nhà là nờ, nờ hờ, nờ nhà. Ờ. Ôi nhà, sao mình không ở trong nhà, mình phải lên nóc nhà làm gì? Ờ, đồ này chơi trội nhỉ. Em nớ rồi anh ạ. Để anh lên anh xem, anh kiểm tra xem mấy đứa mua có đúng đồ không nhá. Em nhiều đồ sợ anh không đến được hết thôi. Kinh vậy á? Vâng. Quá nhiều luôn. Vậy em đang nướng ngô này. Wow, có cả bếp nướng à? Vâng. Vâng, cái bếp nướng em lấy ở nhà đi ấy. Tối nay bếp to mà quả ngô như quả nho này. Nguyên một quả ngô luôn. Thì mua được 4 hộp sữa to đùng đoàng luôn nhá. Ừ. Đúng rồi, chắc no đến tối luôn. Thảo mà khoái cân phải ăn ngô luôn. Khoái cân phải ăn ngô luôn. Đúng rồi, Thảo mà khoái cân còn mình cần. Anh sang đây kiểm tra xem mấy đứa thứ nhất là đã mua đúng đồ theo bảng chữ cái mà bốc được chưa, theo cái chữ cái mà mấy đứa bốc chưa. Đúng rồi anh ạ. Rồi các thứ thì đúng rồi đấy. Được rồi, còn cái thứ hai là anh ăn ké với. Có gì đâu mà ăn này. Anh uống hết hộp sữa là đủ lắm rồi ấy. Đủ làm sao được mà đủ. Cái quả ngô này chỉ để bẻ đôi được thôi, không bẻ ba được đâu. Hơi cuốn ơi. Dạ. Ngô chín rồi đấy, bây giờ có thêm anh nữa thôi thì chia ba là hợp lý rồi đấy nhờ. Đúng thế. Thế bẻ sao rồi anh? Em nữa này. Em nữa này. Bây giờ anh đã có cách giải quyết, bây giờ không bẻ ba, bẻ ba tất nhiên không được rồi. Bây giờ là bẻ bảy. Bẻ bảy. Bẻ bảy. Bẻ bảy. Bẻ bảy. A few moments later. Các bạn ơi, trời tối om luôn rồi. Nên bọn mình sẽ ăn tối các bạn nhé. Mình còn đúng chén nước các bạn ạ. Thả đâu ấy? Đấy. Uống bố không? Em có ơn, chai sữa em để đây mà. Các bạn ơi, thật ra bọn mình ngủ đến tối mới dậy các bạn ạ. Giờ không có gì ăn luôn. Hay là mò sang bên nhà giàu đi. Ờ, trong nội nhiều tiền xem có gì ăn không? Vâng, đi. Đáng nhẽ chứ lờ của mình mua được nhiều các bạn ạ. Nhưng mà bốc phải 50.000. Nờ có ngan này, nghêu này. Ngáo này. Dồi. Ngán này. Ừ, ngán. Đi. Được. Chắc là lại ăn thôi. Từ không có gì ăn nào. Còn đúng hào cái bi thương ạ.
Thôi tao mình mới gửi vậy. Anh vừa mới từ bên đội nhà 100k sang đây, bộ đội chữ cờ sang đây cũng ngoan đấy. Vâng. Anh nhỏ ơi. Anh thấy đội chữ cờ ấy có 200.000 thôi là mua được nhiều đồ ăn lắm. Đội em cũng nhờ đồ ăn hỗ tiền. Thì sang đội chữ cờ đi. Đội 200.000 ơi, bên này hết đồ ăn rồi. Cho cả team ăn cùng đi anh Tùng. Thôi được rồi, tối rồi thì tất cả team lên ăn cùng đi. Còn bánh này. Ờ đấy, còn mì tôm này. Mì tôm, mì tôm mì. Còn coca này. Nước á, em uống cá sa ba này. Ôi, uống nước đi, uống nước đi, uống nước đi mấy đứa. Này mấy đứa ăn bánh đi. Đứa ăn bánh đi. Anh ơi xin một cái cút tát. Ôi, sao đánh đau. Mày điên là bánh mà. Mình ăn phải nhẹ nhàng các bạn nhá. Một miếng ăn. Có cà mà nha. Dương ơi. Thử thách từ sáng đến bây giờ thì cả ba đội là ăn hết sạch đồ ăn rồi. Có lẽ là bây giờ cũng hết đồ ăn rồi thì bọn mình cũng sẽ kết thúc video ở đây. Và ở trên cây này đông này không có chỗ ngủ đâu. Mà kể cả không đông cũng không có chỗ ngủ các bạn ạ. Không có giường chiếu gì cả. Rồi bọn mình sẽ kết thúc video tại đây. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhá. Bye bye các bạn. Bye bye.